Xin chào mọi người. Vừa qua kênh Giờ Làm Video Online đã biên tập hai video hướng dẫn về phần mềm ProShow Producer 9.0 và đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng đề nghị kênh ra một video hướng dẫn phần mềm làm video quảng bá marketing. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một phần mềm làm video marketing rất là hay để phục vụ mọi người. Trước hết chúng ta xem một vài cái sản phẩm, một vài đoạn clip video marketing do phần mềm này tạo ra để chúng ta hình dung. Phần hướng dẫn làm video quảng cáo marketing. Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu và giới thiệu của phần mềm Explainio Video Creator. Trước hết thì chúng ta hiểu hiện nay là cái thời đại của kinh doanh online. Đây là cái thời đại của kinh doanh online, việc cả bán hàng rồi giới thiệu sản phẩm. Trên mạng nó rất là phổ biến và nó rất là hiệu quả. Thứ hai, đây là cái thời đại của công nghệ, và cụ thể ở đây là công nghệ 4.0. Vì vậy rất nhiều người quan tâm đến quảng cáo marketing.
bởi vì chỉ có thông qua quảng cáo marketing thì cái sản phẩm mới tới được khách hàng một cách nhanh chóng hiệu quả. Như vậy là cái nhu cầu, như vậy là cái nhu cầu giới thiệu sản phẩm, rồi nhu cầu bán hàng nó rất là lớn. Cái ưu điểm của cái việc quảng cáo bằng video quảng cáo marketing, ưu điểm của cái video quảng cáo marketing là nó rất là nhanh, rất là đẹp, bởi vì nó là cái hình ảnh nhanh và đẹp. Và vì vậy nó rất hiệu quả trong quảng bá. Đặc biệt nó là còn một điều nữa, đó là chính là cái tính sinh động của video. Đặc biệt là các cái hiệu ứng vẽ tay, các cái hiệu ứng vẽ tay nó rất là thu hút, và vì vậy nó rất là hiệu quả. Cho nên cái hình thức làm video quảng bá marketing nó sẽ nhiều cái ưu điểm hơn so với các quảng bá truyền thống, quảng cáo truyền thống. Quảng cáo truyền thống gồm có tờ rơi, có tờ rơi, rồi affix, rồi banner, vân vân. Như vậy thì kênh bằng video thì nó sẽ thu hút và tính hiệu quả nó cao hơn so với cái kênh quảng bá truyền thống bằng tờ rơi, affix hoặc là banner, vân vân. Và đặc biệt là các cái sản phẩm video được thiết kế bởi các cái phần mềm họ vẽ tay để nó đặc biệt sinh động. Vì vậy nếu chúng ta biết làm video quảng cáo thì nó không chỉ phục vụ cho cái mục đích quảng cáo marketing mà còn có lợi cho một số các công việc khác. Chúng ta sẽ nói ở sau. Vậy các phần mềm làm video quảng cáo marketing là những phần mềm nào? Thì ở đây vậy, để làm được video quảng cáo marketing thì chúng ta có rất nhiều phần mềm, phần mềm này là phần mềm chuyên về làm quảng cáo marketing, chuyên dùng. Và chúng ta tìm hiểu xem là có những phần mềm nào. Trước hết đó là phần mềm video Hacker FX.
phần mềm thứ nhất là phần mềm Video Master Edit. Đây cũng là một cái phần mềm được rất nhiều người sử dụng. Phần mềm thứ hai là phần mềm Explainio. Phần mềm Explainio Cracker. Phần mềm thứ ba là phần mềm, đây cũng là một phần mềm khá hay. Phần mềm thứ tư là phần mềm After Effects. Nên After Effects là chúng ta cũng có đã đề cập ở cái bài thứ nhất của ProShow. Ta xem lại bài trước. Và đây là cái phần mềm khó sử dụng, nó đòi hỏi cái tính chuyên nghiệp cao. Như vậy chúng ta trước hết quan tâm học một ở trong ba phần mềm này. Và hôm nay thì kênh sẽ giới thiệu phần mềm Explainio Video Creator. Như vậy là chúng ta có rất nhiều phần mềm nữa, và hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cái phần mềm này. Thì tại sao chúng ta lại quan tâm tới phần mềm này? Như vậy so với phần mềm Video Master Edit thì phần mềm Explainio Video Creator có nhiều ưu điểm hơn. Ưu điểm thứ nhất là nó ra đời sau, như vậy nhiều chức năng hơn. Cái thứ hai là nó dễ sử dụng hơn so với phần mềm Video Master Edit. Phần mềm Video Master Edit và phần mềm Explainio Video Creator là hai phần mềm khá giống nhau. Tuy nhiên phần mềm Explainio là phần mềm ra đời sau, nó có nhiều chức năng hơn. Vì vậy nó là cải tiến trên cái nền tảng của Video Master Edit, cho nên nó rất là dễ sử dụng. Còn phần mềm Video Master Edit, đây là phần mềm cũ, nó đòi hỏi ta phải cài đặt thêm một số cái yếu tố kỹ thuật khác thì chúng ta mới sử dụng cái phần mềm Video này được. Vì vậy để lựa chọn thì trong hai phần mềm này chúng ta lựa chọn Explainio Video Creator như chúng ta đã phân tích ở đây. Cái ưu điểm nữa đó là cái việc sử dụng cái phần mềm Explainio nó sẽ sinh động hơn, rất nhiều hiệu ứng mới, trong đó có hiệu ứng bản quyền, chúng ta có thể mua hoặc là tìm. Để chúng ta có thêm nhiều cái hiệu ứng mới, tạo ra cái video hấp dẫn hơn.